Trong khi tuyến quốc lộ 62 đang trở nên chật hẹp quá tải, Long An lên kế hoạch đầu tư tuyến đường trục động lực quan trọng kết nối thành phố Tân An, các huyện biên giới dọc theo quốc lộ 62 và vùng Đồng Tháp 10 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và giao thông khu vực. Tuyến đường được đầu tư với quy mô 6 làn xe. Hiện có 2 phương án tuyến được đề xuất. Phương án thứ nhất có chiều dài khoảng 67,5 km, tổng mức đầu tư trên 8.700 tỷ đồng. Còn phương án thứ hai có chiều dài khoảng 65,8 km, tổng mức đầu tư hơn 8.200 tỷ đồng. Dự án sẽ sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh cùng các nguồn huy động hợp pháp khác và dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2031. Việc xây dựng tuyến đường này không chỉ giúp giảm tải cho quốc lộ 62 mà còn thúc đẩy quá trình đô thị hóa và thu hút đầu tư vào tỉnh, tạo động lực kinh tế cho vùng biên giới, đồng thời tăng cường liên kết với Campuchia thông qua cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp.